Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhằm nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Phường Châu Phú B đang đẩy nhanh tiến độ tiêm liều bổ sung và tiêm nhắc lại mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên để đạt miễn dịch cộng đồng, khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, Phường Châu Phú B đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 20.815 người từ 18 tuổi trở lên, đạt 80,42%. Trong đó, người trên 50 tuổi là 7.892 người, đạt 90,49%. Việc tiêm vaccine COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người khác chống lại biến thể Omicron. Do đó, mọi người cần phải đi tiêm vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế. Ngoài ra, người dân cần tuân thủ 5K để bảo vệ bản thân và gia đình.